nhân dịp Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Chiều nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà một số gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phù Cử và Tiên Lữ. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình ông Vũ Văn Long, thôn Võng Phan, xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Có vợ là chị Nguyễn Thị Uyên bị tử vong do tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thăm gia đình em Mai Văn Dương, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, bố là Mai Văn Viện, mất do tai nạn giao thông. Tại hai gia đình đến thăm, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ nỗi buồn và động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn mỗi gia đình người dân tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm.